Bạn có nhu cầu mua ác Free Fire, ác Liên Quân, thử vận may uy tín giá rẻ, hãy đến với rikaki.vn, trang web hợp tác chính thức với Riaki Gaming. Ok, xin chào anh em đã trở lại với Ria kia mình. Anh em thấy sai chưa, sai chưa? Hôm trước anh em mà vote không vote cho bộ ba học điên này, anh em vote cho bộ khác. Đấy, bây giờ bên Nga Na lôi bộ ba học điên này ra bán. Chúng ta sẽ có vòng quay đó là lựa chọn của bạn sở hữu ba học điên. Đấy, để xem là vòng quay này nó lại bao nhiêu tiền. Đấy, hơi căng thẳng đấy. Hơi đau đầu anh em ạ. Và cái vòng quay này sẽ là vòng quay lựa chọn của bạn. Nghĩa là sau mỗi lượt quay chúng ta sẽ có thể lựa chọn nhận hoặc không nhận vật phẩm. Nếu mà nhận vật phẩm chúng ta sẽ quay vòng quay tiếp theo với giá ban đầu, còn nếu không nhận vật phẩm thì chúng ta sẽ được trừ bớt tiền đi. Thì nói chung là anh em, cái này vòng quay này nó sẽ hơi cho anh em một chút. Nếu anh em đã có sở hữu những cái skin súng rồi thì quay ra những cái hộp súng này anh em không cần, anh em có thể bỏ đi để tiến tiếp sang vòng quay tiếp theo. Đấy, dùng không kim cương để quay nha anh em. Đấy, lượt đầu tiên là được miễn phí, ông nào hên quay phát ra luôn, quay phát ăn luôn, nó lại ấm áp cuộc tình anh em ạ. Nhưng mà đấy là người khác thôi chứ còn không phải là tôi. Đấy, ra hộp súng samurai rồng, hộp súng này cho vào sọt rác và nhận lượt giảm giá luôn. Đấy, tức là giảm 10 kim cương cho lượt tiếp theo. Đây lượt tiếp theo tôi quay ở 9 kim cương anh em ạ. Và nói chung là cái vòng quay này tôi thấy khá thú vị anh em. Đấy nào, lựa chọn của bạn tiếp nào, để xem được có ra được đó là cái, ui dồi ôi, ra hộp súng hàn băng. Bỏ lại, bỏ đi. Vâng, tôi sẽ được giảm 15% cho lượt tiếp theo. Nói chung là những cái hộp súng nào mà anh em cảm thấy lởm, anh em cảm thấy không thích thì anh em cứ bỏ đi để lượt tiếp theo chúng ta quay được rẻ hơn. Thì mình nghĩ nếu mà quay full ấy, nếu mà quay về giá ban đầu ấy, vòng quay này khoảng 1.500 kim cương. Còn nếu chưa còn để giảm giá thì mình chưa biết là những lượt giảm giá tiếp theo nó khoảng bao nhiêu. Đấy, tôi sẽ bỏ tiếp nha anh em. Đấy, tôi chưa có mấy cái hộp súng titan ti tủm thì mình lấy làm cái gì đâu. Đấy, nào xem ra gì. Ui, quả hòm sát thỏ chùm này, thôi cái này tôi lại lấy. Mình sẽ nhận cái này thì khi mà tôi nhận vật phẩm này ấy, thì lượt tiếp theo của tôi nó sẽ là 99 kim cương anh em ạ, nó không được giảm giá. Đấy, bây giờ tôi quay nhá. Nhưng mà bây giờ tôi quay thì nếu mà tôi không nhận thì lượt tiếp theo tôi lại được giảm giá. Đấy, ui rồi, ra quả ba lô sắc màu rồi, thôi cái này phải nhận thôi, cái này sao lại không nhận được. Bây giờ lần tiếp theo nó giảm giá có 20 kim cương anh em, có được 79 thôi. Nào tiếp nào anh em. Đấy, nói chung là giảm thì càng lúc nó giảm đấy càng ít so với tỷ lệ của cái vòng quay. Đấy, ui, giảm từ 199 còn 159 thôi, được 40 kim cương, tiết kiệm ở đồng nào hay đồng đấy. Đấy, tiết kiệm ở đồng nào hay đồng đấy, kim cương của mình nó phải là biển đâu. Đấy, sử dụng 159 kim cương thì cũng ổn. Đâu rồi? Nào đâu rồi, làm tí. Ok con dê. Ui xồi ôi, hộp súng AK bóng nước giảm 30 kim cương này anh em. À, hộp súng vũ trụ và ba học điên, biết đâu ra được quả ba học điên luôn nhỉ, tiết kiệm được 200 kim cương. Đấy, biết đâu ra luôn để tiết kiệm được tí. Đâu rồi, ui xồi ôi, nó lại sao, hộp súng vũ trụ. Thôi hủy ngay, bỏ ngay, được giảm giá 60 kim cương. Như vậy là lượt cuối 539 anh em ạ. Vâng, khá chát. Cộng tổng lại là bao nhiêu nhỉ, cộng tổng lại từ nha, tôi bật máy tính mà bật mốt gọi là thiên tài toán học lên. 9 cộng với cả 14 cộng với cả 34 cộng với 99 cộng với tiếp theo cũng là 99. Đấy, nói chung là đây cộng 99 này. Rồi tẹt. Đấy, não đang tính nhẩm anh em ạ. Cộng lại là bao nhiêu rồi nhỉ? 99 cộng 99 là 100 này, bỏ đi 2 198 cộng với 159 này. Đấy, cộng với 269 cộng với 539 như vậy là khoảng 1.222 kim cương nha anh em nhá. 1222 đấy, tôi quay là mất 1.222 kim cương. Nói chung là đáng lẽ không chứ anh em nên vote bộ này, nếu phải bộ này em chưa được bán giá 99 kim cương không. Đấy, chứ anh em anh em thấy sai chưa? Bây giờ nhiều ông muốn lấy bộ này mất 1.222 kim cương mà thôi cũng được. Và nói chung là có trong cuộc sống của chúng ta không thể lựa chọn được tất cả mọi thứ anh em ạ, cái gì nó cũng có giá của nó cả. Ok con dê, nói chung là bộ này thì trông cũng khá đẹp đấy. Vâng, ok, mang vào trong game nha. Và mang vào trong game thì bộ này tôi đánh giá là có cái giày này, cái quần, cái áo trông đẹp. Nói chung là bộ này trông khá hài hòa, chỉ có mỗi là cái kính là cái mặt nạ của nó thì không tách ra thôi, chứ cái bỏ đi cái kính với cái mặt nạ thì tươi. Đấy, nói chung bộ này trông khá được, và đặc biệt là cái tóc trông rất là đáng tiền. Nói chung là cái quả tóc trông rất đáng tiền luôn, quả tóc bánh khả luôn anh em ạ. Vâng, quả tóc lật sang bên. Ok, hôm nay team mình đang bị địch dẫn với tỷ số là 1-2, để xem mà tôi có lật được kèo thành 4-2 mà đấu này không. Rồi, và ui xôi, nó đẩy lên rồi, nó đẩy lên rồi ông giáo ạ. À, làm sao, ôi, thanh niên di chuyển như một con bot ạ. Chạy đi đâu. Vâng, chạy đầu con sâu này, làm thao. Ôi, những người như con lươn ạ. Ấy chà, nó bắn tôi.
nó bắn tôi anh em ạ. Ui nó nhảy xuống dưới rồi. Ok. Đâu rồi, làm sao? Đố anh bắt được em ạ. Làm sao? Ui nó lại né, nó nhảy xuống dưới rồi anh em ạ. Vâng, vãi trưởng. Ui xùi ôi. Ui rồi, team mình còn mỗi hai cháu, còn mỗi tôi với một ông AFK ạ. Đùa. Nào làm sao? Quay với nhau. Chết này. Đùng, ôi trời ơi, Triple Kin đến từ vị trí của streamer gà nhất Việt Nam. Nói gì đi anh em, Triple Kin anh em thấy quả lựu đạn tôi nó chất lượng không? Anh em từ nay gọi tôi là ri lựu đạn. Anh em thấy quả lựu đạn tôi chất lượng không anh em? Đấy, bắn nó ném lựu đạn nó phải như thế. Đấy, cái game này tôi nhận nên bỏ quả lựu đạn đi. Có quả lựu đạn ném nó không trượt phát nào anh em ạ. Vâng, có quả lựu ném thì nó lại có, ôi trời ơi luôn. Anh em thấy tôi ném lựu đạn được không? Anh em thấy tôi ném lựu đạn nó gọi là chất lượng cả người không? Được nó luôn, không thể chê vào đâu được. Rồi, đấy, pha đẩy lên đến vị trí Oria kia mình thôi. Tầm này ngại gì va chạm nữa. À chưa, chờ team mình có một ông AFK hiểu ông GN Phúc Pro bắn hay lắm mà AFK đùa cay thật. Nhảy vào nhà với chúng tôi một cháu. Này thì AFK với chúng tôi rồi đây rồi. Ai cha ui thằng này bắn đau thế nhở. Này thì ôi tôi xong rồi, đùa chủ quan quá, tự nhiên lại vào nhà cái liễu nó làm cái gì trời ơi. Kia vào cứu tôi bạn ơi, 49 thảo ta miêu mèo mèo Đức cứu mình bạn ơi. Kia vào cứu tôi bạn ơi. Ôi thôi xong rồi, nó nghiệp nó quật tôi rồi anh em ạ. Sổ ông Phúc Pro này còn AFK nữa thì cứu nhục không cái chứ đấy. Vâng đấy, khổ thế. Team địch thì một thằng quýt, team mình một ông AFK, chả thua gì nhau, hay quá. Rất hay đến từ vị trí của bạn Miao Đức. Đấy, ui xồi ôi. Đấy, nào để xem nào. Chạy mua cái gì ta? Chạy đóng 22, ui mình có 8.001 tiền này. Đóng hai khẩu ấy đúp và cho nó là lực đấy. Easy nhưng mà trò đùa luôn. Thằng nào ra cậu lấy, cậu xin cái đầu. Thằng nào ra cậu xin ngay cái đầu anh em ạ. Rồi nào ra xin cái đầu thôi. Nói chung là bộ bao học điên này theo tôi đánh giá là cũng khá đẹp đấy. Anh em có tiền thì anh em quất, không có tiền thì thôi đấy. Không anh em lại bảo là tôi ăn tiền ở gà rán, tôi quảng cáo cho anh em đấy. Nói chung là tôi cũng chỉ review cái vòng quay thôi. Còn đồ này đẹp hay xấu, có lấy hay không thì tùy anh em đấy. Ui xồi ôi, thằng này nó cũng chơi adup anh em ạ. Và nó cũng chơi adup, mỗi tội nó dùng Clolo, tay hơi chậm đấy. Bật Clolo hơi chậm, nó bật Clolo nhanh là mình đi rồi đấy. Ok, chết rồi, cái bản đồ 2.0 anh em ạ, ở trên mái nhà nó có mấy cái. Ui chết rồi, ui giời, trời, bắn trượt thế nhở. Hỏng rồi. Nấp ở đây, làm tí bơm máu nào anh em. Ây da, ai chết, tôi xong rồi. Chết tôi rồi, cái chỗ này nó hở anh em ạ. Vâng, tôi cứ tưởng ở chỗ này nó kín, ai ngờ nó lại hở ạ. Đùa cay thế nhở, chết rồi. Toàn ông ấy gánh được không nào? Thảo tạ cố lên Thảo tạ ơi. Vâng, pha tấn công hay đến từ vị trí của Thảo tạ, hay quá. Và đó là mạng gục dành cho Thảo tạ rồi. Tiếp tục là bom kèo và GN Puk Pro đang có mình một tình huống AFK không ổn rồi. Ga Long đã có mình mạng gục vị trí của Thảo tạ và cân bằng tỷ số đó là 3-3. Không ổn rồi, hóng rồi, còn 4.400 tiền. Không sao, mình cứ hai khẩu adup, thắng thua là không quan trọng nhá. Thắng bại đó tại hên xui đấy. Thắng bại tại hên xui anh em nhé. Thắng thua với tôi là không quan trọng đấy. Quan trọng là chúng ta có những giây phút giải trí. Mà chúng ta muốn giải trí thì chúng ta phải chơi hai khẩu adup. Anh em đừng có bảo tôi gọi là bắn ngu mà thích thể hiện. Đúng là tôi bắn ngu mà tôi thích thể hiện anh em ạ. Và chính xác như thế đấy. Mình bắn ngu là mình cảm thể hiện độ bắn ngu của mình cho anh em xem đấy. Để anh em thấy được cuộc sống còn nhiều người bắn ngu đấy. Để anh em có thêm boy chơi cẩn thận đấy nhở. Đùa chơi kiểu tôi rất là sợ mấy kiểu chơi cẩn thận này nhá. Trời ơi, chơi cứ lao lên đi cho mình bắn xem nào. Trời ơi. Vâng, con bot này. Đấy, con bot với chúng tôi cứ làm cái mạng con bot đã. Hay quá, Thảo tạ có mình mạng gục rồi. Vâng, Thảo tạ bắn chất lượng anh em ạ. Và chất lượng. Thằng địch, ôi trời ơi, nó đã đặt cho mình quả bom keo rồi. Vâng, 49 thảo tạ. Ôi, ui rồi, cái đầu, trời run, tôi bị run tay rồi anh em ạ. Tôi bị hơi camera run rồi. GVN Phúc Pro, phải té ở đây, đứng thôi.
Ôi trời ơi, toang rồi, Mèo Đức lại gãy rồi, còn lại Thảo Tạ chiến đấu rồi anh em ạ. Vâng, hay quá, cố lên Thảo Tạ ơi, cố lên anh ạ. Làm sao, ai à, nó lại tiếp tục đặt ra bom keo anh em ạ. Vâng, bom keo Sơn Tùng MTP, tôi phá bom keo luôn, bắn nó đi bạn ơi. Ok, ok, có một thằng nó vừa bay lên trên, có một thằng nó vừa bay lên trên anh em ạ. À làm sao, làm sao nó bay lên trên rồi. Để tôi ke góc tôi bắn nó. Tôi kè góc tôi bắn nó. Ui nó nhảy xuống anh em ạ. Hay quá. Đấy, Ga Long. Ui thôi xong rồi. Mèo Đức bị Ga Long thịt rồi. Vâng, bị Ga Long thịt. Không sao, bôi cao sẽ khỏi. Hay quá. Nhưng mà Thảo Tạ rồi. Ui Thảo Tạ cũng gãy rồi anh em ạ. Còn mỗi mình tôi với thằng kia. Không ổn rồi. Hắm rồi. Vâng, nắp đằng sau cái cây. Hy vọng là nó sẽ có một tình huống xử lý ngáo. Không biết nó còn bom keo không. Tôi thì còn không còn bom keo nào cả. Đấy. Ok. À. Thanh niên cầm liệu tự chết anh em ạ. Ôi thanh niên cầm liệu tự toang kìa. Và bó tay đấy. Mình bắn ngu địch thôi. Còn cho mình chiến thắng ạ. Vâng, cảm ơn bạn Ga Long nhá. Vâng, ảo tung chảo anh em ạ. Tự nó cầm liệu tự chết anh em ạ. Bó tay chắc là ông giật chốt liệu đạn mà ông quên không ném. Bó tay luôn. Xong liệu đạn nổ tự chết ạ. Tệ thật. Và quá tệ luôn. Hài vãi trưởng. Ok, cảm ơn anh em đã xem cái phần thi đấu rất là ngu si của tôi. Ok, thì hôm nay thì bên Nga nào còn giảm giá một cái rất đáng chú ý nữa. Đó, giảm giá cái ba lô dòng xanh 60%. Thì nếu mà bạn nào đợt trước mà chưa mua cái ba lô dòng xanh này hoặc ba lô dòng xanh là cây ấy, đợt trước chúng ta tôi nhớ có bán ba lô dòng xanh là cây ở trong cái dòng baby màu xanh là cây ấy, ở trong cái gọi là cái shop huyền bí đấy. Anh em nào chưa mua anh em có thể mua cái ba lô này vì đây cũng là một dạng ba lô hiếm ở server Việt Nam đấy. Nhưng mà nói chung mà ở Việt Nam cái gì hiếm thì đem ra bán hết đấy, hiếm là cũng đem ra bán luôn. Thì hôm nay bán lại cái ba lô dòng baby này khá là rẻ, anh em nên lấy. Cộng thêm cái liệu nước hoa nam, cái này hình như tôi nhớ là bên Nga nào phát miễn phí vài ba lần rồi phải, hay là hình như họ mới phát liệu nước hoa nữ hay sao ấy. Còn liệu nước hoa nam này hình như tôi thấy ít xuất hiện lắm đấy. Ok, thì rất cảm ơn anh em đã theo dõi video này, và có lẽ là nếu anh em thấy video mình lành mạnh bổ ích thì đừng quên để lại mình một like và subscribe nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những cái video lần sau. Bye bye.